bạn đang xem trận thứ hai giữa Đào Đại Hải đơn vị Công An góc đài đỏ gặp Dương Thanh Hùng đơn vị Đà Nẵng góc đài xanh. Trận thứ 16 hiệp 2 hạng 60kg nam. Giải thể thao toàn quốc bộ môn moi là do toàn quốc lần thứ 8 diễn ra tại nhà thi đấu Đa Năng Đan Phượng. Các bạn theo dõi trận giữa Đào Đại Hải đơn vị Công An góc đài đỏ gặp Dương Thanh Hùng đơn vị Đà Nẵng góc đài xanh. Không có thông tin.